Việt Nam và Lào là hai quốc gia láng giềng có lịch sử đoàn kết hữu nghị truyền thống từ lâu đời và hiện là tài sản vô giá, là hình mẫu trong bảng giao quốc tế. Năm nay, kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào và 45 năm ngày ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào, lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và Lào chọn là năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào. Trên tinh thần đó, Phật giáo hai nước thúc đẩy sự giao lưu, hợp tác phát triển, xiển dương chính pháp, đem lại hạnh phúc cho nhân dân hai nước và xây dựng hòa bình thế giới. Trong không khí hân hoan, Ban điều phối Hợp tác Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Liên minh Phật giáo Lào cũng đã tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 1 2018-2022. Hiện tại, Lào có 13 ngôi chùa, 18 tăng sĩ Việt Nam. Ban điều phối đã năng động thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa hai giáo hội. Đặc biệt, tổng kinh phí công tác từ thiện nhiệm kỳ qua khoảng 5 tỷ kip. Tại đây, Ban điều phối Hợp tác Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Liên minh Phật giáo Lào nhiệm kỳ 2 2022-2027 đã được suy cử gồm 32 thành viên. Thượng tọa Thích Minh Quang tiếp tục đảm nhiệm trưởng ban điều phối. Hòa thượng Thích Thành Hiếu thay mặt Trung ương Giáo hội trao quyết định chuẩn y đến ban điều phối. Khóa 2 thì chúng tôi cũng đã có nên cái chương trình rõ ràng và cũng đã làm việc cái bên Giáo hội Lào làm sao đó để đẩy mạnh cái tinh thần là gìn giữ Phật giáo Việt Nam tại Lào cũng như là cái văn hóa dân tộc Việt Nam tại Lào thông qua Phật giáo, và cũng làm việc cái bên chính quyền cũng như là bên giáo hội Lào để tạo điều kiện thuận lợi nhất là cho các chùa chiền người Việt Nam ở trên đất nước Lào được hoạt động một cách nó dễ dàng cũng như là có nhiều điều kiện hoạt động tốt. Dịp này, các cá nhân, tập thể có đóng góp tích cực cho hoạt động Phật sự tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào được Trung ương Giáo hội trao bằng tuyên dương công đức.